nó mà dạng bột nhưng mà là con là vi lượng không. Cái gói công viên vậy. Chứ thằng này phố vô là kết tủa chứ canxi. Đóng cục liền. Công viên Nhật nó dạng bột phải không? Đúng rồi. Phải có 20 gram. Cái da của hàng Nhật. Nó để là combi Nhật. Thì vi lượng và trung lượng đầy đủ. Cháu. Thì nó sẽ thành hai canxi. Là canxi cao cấp. Vô thì nó sẽ khác hơn cái canxi kia. Các anh chị có thể thối được nhiều thứ nó không kết tủa. Mà nếu mà các anh chị quýnh đơm thì các anh chị sẽ coi từ nay cái rễ của mình nó như thế nào. Rồi cái cây của mình nó mập như thế nào chứ không phải làm rễ không. Nó giúp cho cái rễ phát triển tinh bột. Tức như là thịt này sẽ to ra. Và cái tinh bột trong cây cũng vậy. Bự ra. Tất nhiên là nó giúp cho cái cây tiêu thụ đạm nhiều. Đấy, cái siêu canxi này mình 20 phút này là mình phát. Có thể hai lần. Ngay không cần bệnh, vẫn phun được. Thì cái này thức ăn mà, cái này thức ăn. Và cái này là trung lượng mà. Nước như thế nào thầy? Thì mỗi lần mình lấy ra cây nhỏ 1 gram, cây lớn 2 gram. Đây, có làm giàu từ lan nè.